Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cây màng ri còn được gọi là cây màng ri, gồm có hoa màu vàng, hoa tím, được xem là loại thuốc quý giá, trị bệnh rất hiệu quả, đặc biệt là những căn bệnh mãn tính, điển hình là các bệnh về gan rất hiệu quả, đặc biệt là những căn bệnh gan do rượu gây nên. Bên cạnh đó, cây màng ri còn chữa được nhiều bệnh khác. Với công dụng vượt trội như thế, nhưng không phải ai cũng có thể biết được. Sức Khỏe Tự Nhiên và các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu để nắm rõ hơn về công dụng cũng như cách sử dụng của loài cây quý không thể bỏ qua này nhé. Cây màng ri còn được gọi là màng ri tím, màng ri tía, mùng ri, hoa tím, cây hoa trắng. Cây màng ri phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng, đất thấp có độ ẩm cao như Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ, vân vân. Có hai loại màng ri, đó là cây màng ri hoa tím và cây màng ri hoa trắng. Cả hai loại cây màng ri này đều có tính ấm, không độc, có tác dụng điều trị bệnh cảm cúm, rắn cắn, nhức đầu. Cây màng ri màu tím được sử dụng để chữa bệnh nhiều hơn. Cây màng ri là cây thân thảo sống rất lâu năm, lá dài và hẹp, một cuống từ thân cây ra ba lá chét, thân nhiều lông hơn lá, rễ hình trụ dài, xếp thành chùm, hoa nở quanh năm, quả dài và có màu tím. Cách chế biến cây màng ri thành thuốc. Sau khi hái về, rửa sạch, sau đó phơi khô, cho vào túi ni lông để bảo quản và sử dụng dần. Tác dụng của cây màng ri. Cây màng ri mang lại rất nhiều tác dụng trong việc điều trị bệnh một cách cực kỳ hiệu quả. Tất cả các bộ phận của cây đều được dùng để làm thuốc. Sau đây là một số tác dụng điều trị bệnh của cây màng ri. Tác dụng của cây màng ri điều trị bệnh viêm gan, xơ gan. Như chúng ta đã biết, gan là một trong những bộ phận rất quan trọng, được ví như nhà máy chuyển hóa các chất hóa học trong cơ thể. Do thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày hoặc do bệnh lý mà gan có thể bị viêm, xơ, suy giảm chức năng. Cách để điều trị hiệu quả là thanh nhiệt, hàng thấp, tùy theo chứng vàng da. Cây màng ri là một trong số những cây thuốc có tính ấm, vị đắng, giúp điều trị các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan cực kỳ hiệu quả. Tác dụng của cây màng ri trong việc chữa bệnh đau nhức xương khớp. Bệnh đau nhức xương khớp thường gặp ở những người cao tuổi hoặc khi thời tiết chuyển lạnh, gây khó khăn trong quá trình vận động và khi để càng lâu sẽ gây nguy hiểm càng cao, điển hình là bị thoái hóa khớp. Màng ri có vị đắng và được sử dụng rất hiệu quả trong việc điều trị đau nhức xương khớp. Công dụng của cây màng ri chữa bệnh cảm sốt, đau đầu. Nguyên nhân chính gây ra bệnh cảm sốt, đau nhức đầu là do hệ hô hấp kém, không lọc sạch được không khí, từ đó sẽ giúp cho các virus, vi khuẩn thuận lợi trong quá trình xâm nhập vào cơ thể và tấn công, gây nên đau đầu, sốt, viêm mũi, vân vân. Sử dụng cây màng ri để điều trị là phương pháp hiệu quả nhất. Dùng thuốc kháng sinh sẽ gây ra một số tác dụng phụ không tốt và ảnh hưởng đến sau này. Ngoài ra, cây màng ri còn có tác dụng điều trị một số bệnh khác như trị đau đầu, trị bệnh đau nhức đầu, cảm cúm, viêm mũi, viêm tai, chữa nấc cục, người hay bị chóng mặt, da xanh, mệt mỏi. Giải độc, trị rắn cắn rất hiệu quả. Làm thuốc lợi tiểu, giảm đau, chữa sốt, thân thể bị vàng. Hay chảy máu cam, non ra máu. Điều trị các bệnh ngoài da như bong gân, chày da. Điều trị giun và bệnh về gan như xơ gan, viêm gan B, gan nhiễm mỡ, thậm chí dùng cho người bị viêm gan B mãn tính. Tác dụng tiêu đờm, hoạt huyết, thanh nhiệt, giải ức. Điều trị phong tê thấp, bệnh đau xương khớp. Cách sử dụng.
lấy khoảng 50 g màng ri khô, cho 1 lít nước vào, đun sôi, sau đó thưởng thức, có thể làm nước uống hàng ngày. Màng ri có vị cay, tính ấm, không quá khó để sử dụng. Ngoài ra, màng ri có thể kết hợp với các loại thảo dược khác, mang lại nhiều công dụng cụ thể. Hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Sử dụng 50 g cây màng ri, 50 g diệp hạ châu, 6 g cây mật nhân, sắc với 1,5 lít nước, cô đặt lại còn 1 lít, chia uống 2 lần trong ngày. Hỗ trợ điều trị lao hạch. 50 g cây màng ri, hạ khô thảo 50 g, cam thảo 15 g, sắc với 1 lít nước uống 2 lần trong ngày. Hỗ trợ điều trị đi tiểu khó, thận yếu. Chuẩn bị: bán chi liên 50 g, màng ri 50 g, sắc với 500 ml nước uống vào mỗi sáng. Hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp. Dùng toàn bộ cây cỏ màng ri đem đi phơi khô, mỗi ngày sử dụng 50 g, sắc lấy nước uống, có thể dùng màng ri giã nát và đắp lên những chỗ đau khớp. Hỗ trợ chữa bệnh đau đầu, cảm sốt. Sử dụng cây màng ri chữa bệnh đau đầu, cảm sốt cực kỳ hiệu quả và vô cùng đơn giản. Dùng 20 g màng ri giã nát, sau đó đắp lên ở vùng trán và thái dương. Ngoài ra, còn có thể sử dụng 700 g lá, thân, rễ cây màng ri đun với 5 lít nước. Sau đó xông hơi trong vòng 15 đến 20 phút, các triệu chứng cảm sốt, đau đầu sẽ giảm ngay. Điều trị xương hạch ở cổ, cạnh tai. Dùng lá cây màng ri tươi đem đi rửa sạch, giã nát và sau đó đắp lên những vùng đau. Còn bị sưng ở cạnh tai thì đem nhỏ dịch của lá cây màng ri sẽ thấy hiệu quả ngay. Đối tượng sử dụng: người bị nhức đầu, cảm cúm, người bị viêm mũi, viêm tai, người có thể trạng yếu, da xanh xao, mệt mỏi, bệnh nhân đau nhức xương, phòng tê thấp, người bị bong gân, chày da, bệnh nhân xơ gan, viêm gan B, gan nhiễm mỡ, viêm gan B mãn tính, người bị nóng trong người, thường xuyên chảy máu cam. Người bình thường vẫn có thể sử dụng để thanh nhiệt cơ thể, tăng cường sức khỏe. Lưu ý khi sử dụng cây màng ri: không lạm dụng sử dụng cây màng ri quá nhiều hoặc sản phẩm cây màng ri mốc. Vì là thuốc nam nên cần kiên trì sử dụng lâu. Phụ nữ mang thai không được sử dụng cây màng ri. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.